bí ẩn bức tượng không đầu ở Hà Nội lớn lên mỗi ngày. Tương truyền rằng sau khi thành Cổ Loa thất thủ, vua An Dương Vương mang theo con gái trên ngựa chạy đến đèo Mộ Già thuộc đất Diễn Châu, Nghệ An thì gặp biển cả chắn trước mặt, phía sau là quân thù. Vua bèn cầu cứu thần Kim Quy, rùa vàng hiện lên và nói: "Giặc ở sau lưng nhà vua đó." Đức vua quay lại thấy mị nương bước lông ngỗng trên chiếc áo dẫn lối cho giặc thì vô cùng tức giận, liền rút gươm chém đầu Mị Châu. Trước khi chết, Mị Châu ngửa mặt lên trời mà xin rằng: "Nếu con là kẻ bất trung, có lòng phản gia, phản nước, thì khi chết, thân xác con sẽ hóa thành tro bụi. Nếu tấm lòng con trong sáng, khi con chết, thân xác sẽ hóa thành ngọc, thành đá, trôi về hầu cha." Mị Châu vô tình mắc mưu kế của Trọng Thủy nên hoàn toàn vô tội. Khi chết, máu của nàng chảy xuống biển, các loài trai sọ ăn vào biến thành ngọc. Mấy trăm năm sau, trên vùng biển Trù Phú, bên dòng sông Hoàng Giang bỗng xuất hiện một phiến đá lạ. Theo như lời đồn đoán, bức tượng bằng đá đó không phải do con người tạo ra. Nó đã ở đó được hơn 2.400 năm và gắn với những truyền thuyết vô cùng lạ lùng và bí ẩn. Người dân ở vùng Cổ Loa vẫn tin rằng đó chính là thân xác của cô công chúa Mị Châu sau khi bị vua cha chém đầu đã hóa đá và trôi ngược theo dòng sông từ cửa biển về đến tận đất kinh thành xưa. Và xung quanh đó là những câu chuyện được nhân gian truyền lại hết sức huyền bí. Theo những câu chuyện còn lưu truyền trong người dân Cổ Loa, khi mới được đưa về, bức tượng đá nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, nhưng sau một thời gian, bức tượng cứ lớn dần lên. Lúc đầu, người dân Cổ Loa rất phấn khởi vì nghĩ đó là điềm may mắn. Họ cho rằng bà đã được về hầu bên vua cha đúng với ý nguyện, nên ngày một lớn thêm. Nhưng sau này, họ ngày càng lo lắng. Với tốc độ của bức tượng, nếu lớn hơn thì am thờ sẽ không còn đủ sức chứa. Bây giờ, một vị quan phải làm lễ cầu xin bà thương cảnh dân còn nghèo, không có tiền xây cái am mới, nên đường lớn thêm nữa. Thế là bức tượng đã giữ nguyên kích thước từ đó cho đến tận bây giờ. Người dân ở đây cho rằng vì bà đã có một cuộc tình ngang trái nên rất thiên trong những lời cầu khấn chuyện tình duyên. Rất nhiều đôi trai gái gặp trắc trở đã đến cầu xin bà và được toại nguyện. Có những chàng trai cô gái không kiếm được người yêu cũng đến xin bà phù hộ. Không những thế, mỗi khi người dân bị ốm đau bệnh tật, họ cũng xin bà chữa bệnh.